Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi, một con diều rách, đang đứng trước mặt anh chị em và kêu gọi: bạn ơi, hãy tới với thọ, dán lại diều cho bạn. Gió vẫn đang thổi, để bạn được bay cao hơn. Đừng sợ gió lớn mà diều bạn lại rách nữa. Bạn diều rách không phải bởi gió đâu. Gió chỉ giúp cho bạn bay cao hơn thôi. Diều rách đôi khi sự va chạm mà bạn không biết xử lý thôi, cho nên mới bị rách. Bởi vậy trên hơi anh chị em, chúng ta cần Chúa nhiều lắm. Amen. Hãy nói với lân cận rằng đừng kiện cáo người khác. Kẻ kiện cáo thường có một hành động là chỉ ngón tay như vậy này. Mọi người thấy không? Anh chị em có bao giờ chỉ ai có tội lại bằng ngón út không? Có bằng thế này ngón này không? Có phải thế này không? Chúng ta thường thế này. Cái mặt mày, cái thằng này, cái con này. Bà có biết có một mũi tên bạn bắn vào họ nhưng ba mũi tên của chính bạn bắn vào bạn không? Bạn chỉ, ồ cái ông này, ba ngón tay này, bạn chỉ, ồ cái thằng này. Thấy không? Nó chỉ lại tội cho bạn. Bởi vậy cho nên lợi cho tôi không kiện cáo người khác. Thấy ai có lỗi, gặp thẳng người đó nói chuyện, góp ý trò không được, lấy vài ba người khác đến làm chứng. Họ không chịu nghe nữa, đưa ra hội thánh mà xử lý. Khi hội thánh không còn nghe nữa, coi như người ngoài. Mình còn nhiều việc khác cần phải làm. Mỗi một người phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về việc mình làm. Hỡi những người vợ, đừng vì chồng mà bạn không làm việc Chúa kêu gọi. Bạn lên trên thiên đàng, Chúa hỏi bạn, bạn không nói rằng: ôi Chúa ơi, con không làm việc này bởi vì chồng con nó nói. Chúa nói rằng lời ta dạy ngươi rằng mỗi người phải trả lời trước đấng tạo hóa về việc mình làm, chứ không phải trả lời thay cho người không có mặt. Amen. Hãy nhắc lại cùng tôi từ mỗi người, cho nó điều quan trọng. Lời Chúa nói rằng mỗi người chúng ta thắng được ma quỷ, thắng được kẻ kiện cáo bởi huyết của chiên con và lời làm chứng của mình. Tôi sẽ nhìn thấy và bạn sẽ nhìn thấy tại Berlin. Sẽ có những buổi nhóm kéo dài giống như tại buổi nhóm vừa rồi ở Benihin vậy. 3, 4, 5 tiếng đồng hồ. Mà tại đó người ta sẽ xếp hàng để làm chứng về điều Chúa làm cho họ những buổi nhóm trước đó. Khi bạn nhóm tại đây, bạn lắng nghe về Đức Thánh Linh và Chúa Giêsu, Chúa chữa lành cho bạn. Bạn về khám bác sĩ, họ đưa cho bạn cái giấy chứng nhận rằng đã chữa lành bệnh. Chủ nhật sau bạn lại tới đây làm chứng. Bạn nhận được sự chữa lành ngồi trong buổi nhóm. Khi bạn nghe lời Chúa, Chúa chữa lành, bạn lên làm chứng. Và chả có người nào sẽ nói với bạn rằng bởi tôi đặt tay mà bạn được chữa lành. Chúa đã chữa lành trực tiếp cho tôi. Tôi ước ao được nhìn thấy điều đó. Không có một sự dự phần nào của con người. Amen. Mà Chúa vẫn đã làm cả trăm người, cả ngàn người. Nếu như Chúa chưa cho chúng ta một tòa nhà mới, nếu như mấy ông tại quận Lichtenberg này không bắt chúng ta ra một cái tòa nhà to hơn 3.000 người mà vẫn được nhóm ở đây đó, thì người ta sẽ phải xếp hàng ở ngoài sân kia để đợi đến lượt. Họ đến sớm hơn 2 tiếng, nếu không không có chỗ vào căn phòng này. Hãy cùng tôi chứng kiến điều Chúa làm. Amen. Amen. Trong Thi Thiên nói thật như giấc mơ khi nhìn thấy những việc Chúa làm. Chúng ta sẽ thắng ma quỷ nhờ huyết của chiên con và nhờ lời làm chứng của chúng ta. Hãy quen làm chứng. Hãy nói những điều mà Chúa làm cho bạn. Đừng kể những gì mà bạn làm. Hãy nói những gì mà Ngài làm. Thay vào bạn làm, hãy nói những gì Ngài làm. Có những người trong hội thánh, họ làm chứng rằng họ được chữa rất nhiều bệnh. Họ liền nói rằng: anh chị em ơi, cảm ơn Chúa. Từ ngày tôi tin Chúa rồi, tôi vứt hết thuốc. Tôi không thèm đến bác sĩ nữa. Tôi nói với người đó rằng: chị làm chứng cái gì đấy? Chị làm chứng cái gì? Tôi mời chị lên trước hội thánh để làm chứng gì Chúa làm cho chị, chứ không phải là cái gì chị làm. Chị đang làm chứng rằng chị làm. Chị làm không uống thuốc. Chị làm không đi bác sĩ. Tại sao chị đã làm chứng cái điều chị làm? Ở nhưng mà tôi còn cách nào khác để làm chứng đâu. Tại sao là không còn cách nào để làm chứng? Tại sao chị không cần uống thuốc nữa? Ai làm cho chị không cần uống thuốc? Chị bảo Chúa làm. Tại sao không nói rằng: anh chị em ơi, tôi bị nhiều bệnh lắm, đến với Chúa cầu nguyện, Chúa chữa lành cho tôi này, bệnh này không cần thuốc nữa này, bệnh này được Chúa chữa lành này, tôi đau lưng bây giờ không còn đau lưng nữa này. Đúng như vậy, chứ không phải làm chứng mà lại những điều tiêu cực xảy ra.
Hãy làm chứng Chúa làm, đừng làm chứng bạn làm. Hãy làm chứng Chúa làm, đừng làm chứng bạn làm. Amen. Cũng một điều xảy ra đó, mà bạn nói người ta lại nhận ra một cái điều hoàn toàn tiêu cực. Họ phẩy tay nói, bọn khùng. Tin Chúa là chống hết khoa học, tin Chúa là chống hết thuốc, tin Chúa chống hết bác sĩ. Như vậy cần gì phải bảo hiểm? Tại sao bạn phải nộp tiền cho bảo hiểm? Và như vậy nếu không nộp tiền bảo hiểm, chúng ta sẽ bị trục xuất khỏi Đức, đi về Việt Nam, đi vào rừng ở. Anh chị em ơi, không. Chúng ta là những con người rất là bình thường ở trong một thế giới bình thường hiện tại. Nhưng có một đấng phi thường ở trong tôi, và chính đấng phi thường đó giúp tôi sống tốt trong cuộc sống bình thường này. Amen. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và cho nên hãy làm chứng, hãy làm chứng, hãy làm chứng những gì Chúa làm cho bạn. Hãy làm chứng những gì Chúa làm cho bạn. Cảm ơn Chúa. Xuất Ai Cập ký đoạn 12. Đây là một câu chuyện mà đến bây giờ những người dân Do Thái vẫn thực hiện. Huyết của chiên con rất là quan trọng. Bài hát vừa rồi, hiển vinh thuộc chiên con. Lời Kinh Thánh Khải Huyền vừa nói rằng chúng ta thắng ma quỷ nhờ huyết của chiên con. Ma quỷ ở Việt Nam nhiều ma lắm. Ở bên Ấn Độ người ta thờ 330 triệu các vị thần. 330 triệu các vị thần. Gặp một người Ấn Độ tại bên Nga hỏi, tôi tin Chúa Giêsu. Anh nói rằng, thế thì anh chỉ tin một Giêsu thôi à? Tôi á, nhiều thần lắm. Hỏi thờ bao nhiêu? Tôi thờ 1.200.000 thần. 1.200.000 thần. Mà vẫn chưa hết nhá. Họ có 330 triệu các vị thần. Mỗi một ngày đổi một vị thần để thử đó, thì không biết bao nhiêu ngàn đời mới thử hết các thần đó. Thành ra nhiều thần quá, thành ra là Ấn Độ bị loạn. Một trong những vị thần đó là bò. Thần bò. Ông mục sư Samson nói rằng bò chúng tôi thử mứa, nó đầy ở ngoài kia, chạy lông bông ở, nạn bò làm tắc đường. Vì bò là thần mà, thế chứ không ai dám giết thịt nó. Không ai dám giết thịt nó đầy ứa ra. Tôi nói mục sư Samson này, mục sư ơi, cho phép Việt Nam chúng tôi xuất hiện tại đó, chúng tôi thịt hết. Vừa rồi xuất hiện có một cái hợp đồng xuất khẩu bò trắng sang Campuchia. Bây giờ bò trắng Ấn Độ với Campuchia nhiều lắm. Họ không dám ăn thịt bởi vì nó là thần của họ. Thành ra bò cứ ngạo nghễ đi, phóng uế bừa bãi trên đường phố, bởi vì thần phóng uế, không được quyền khuyên bảo. Ok, quay trở lại. Hãy cùng nhau đọc đoạn Kinh Thánh phía trên này. Câu chuyện kể lại, tại xứ Ai Cập, Đức Chúa Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, tháng này định là tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng riêng trong quanh năm. Ngày lễ vượt qua đã thay đổi lịch sử, thay đổi lịch của người Do Thái. Đúng cái ngày, đúng cái tháng mà họ giết chiên con đó, thì lời Chúa phán rằng hãy thay đổi lịch. Tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng riêng trong quanh năm. Hãy nói với toàn hội chúng Israel rằng, đến ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Tiếp theo, nếu nhà ít người quá ăn không hết một con chiên, hãy chung cùng người lân cận, tùy theo số người, và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Các người hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, hoặc chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, khoảng một tuổi đó, chẳng tỷ vít chi. Tiếp theo, đoạn, hãy để dành cho tới ngày 14 tháng này, giữ trong vòng khoảng 3 ngày, đến ngày thứ tư thì giết. Rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó vào lối chiều tối. Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột, trên mày cửa của nhà nào ăn chiên con đó. Chỉ có nhà nào bên trong ngồi ăn thịt chiên thì bên ngoài mới được quyền bôi huyết. Chỉ có người nào ở bên trong có chiên thì bên ngoài mới được quyền bôi huyết chiên. Tiếp theo, từ câu 8. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay, không phải luộc nhá. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay là trên lửa đấy. Huyết đổ và lửa cháy. Quay với bánh không men và rau đắng. Tiếp theo, chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa
cả đầu dò với bộ lòng. Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai, nếu còn lại hãy thiêu đi. Câu 11. Vậy ăn thịt đó phải như vậy: dây lưng cột, chân mang dây, không đi dép lê nhá, chân mang dây, tay cầm gậy, ăn hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Người bán hàng tại chợ Đồng Xuân ăn rất là hối hả, nhưng không giữ lễ vượt qua. Họ ăn hối hả để giao hàng cho nhanh. Thế ra nhiều người bị hay bị đau dạ dày. Và nhiều người tại chợ Đồng Xuân hay bị bệnh tiểu đường, bởi vì cả ngày đâu có dám ăn gì, đâu có thời gian để mà ăn. Xin lỗi, tôi không đụng chạm tới ông Lũy ngồi tại đây đâu. Và nhiều người là như vậy, cả ngày bán hàng. Nếu mà chủ hàng cả ngày bán hàng, không có thời gian để ăn. Và khi họ giao xong hàng rồi, về đến nhà là lúc 11 giờ. 11 giờ bắt đầu muốn nấu nướng, lúc đó đói bụng rồi, phải ăn cho đẫy bụng. Ăn trong đẫy bụng rồi, bắt đầu lên giường đắp chăn đi ngủ, không vận động. Đồ ăn nó tụ lại ở trong máu. Đường gluco do máu tạo ra không chuyển tới các chi thể, tồn đọng lại trong máu. Cho nên mỡ ở trong máu và đường ở trong máu dày lên là như vậy đó. Hỡi anh chị em, thân thể của bạn ở đền thờ của Đức Chúa Trời, hãy biết gìn giữ cho được tốt. Hãy ăn ban ngày, còn đêm đừng ăn quá no. Amen. Hãy nói với người lân cận rằng: Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Sao Thành nhìn tôi đắm đuối thế? Ok, bài học từ Thành Toàn đấy. Họ không ăn tối nữa. Tốt. Ok, tiếp theo. Xin lỗi, ngược lên trên. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ai Cập, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ai Cập, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ai Cập, ta là Đức Giê-hô-va. Câu 13. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu. Anh chị em hãy nói cùng tôi: dấu hiệu. Khi ta hành xử hay là khi ta hành hại xứ Ai Cập thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Câu 20-21 thì phải. Những câu sau mục sư đã đưa rồi, để bật lên luôn nào. Vậy Môi-se nhóm lại các trưởng lão Israel mà nói rằng: hãy đi bắt một con trong bầy của mọi nhà các ngươi và giết nó làm lễ vượt qua. Vợ tôi đi dạy thiếu nhi rồi đúng không? Vợ tôi rất là tiếc bài giảng hôm nay. Giết nó làm lễ vượt qua. Câu 22. Tôi cảm ơn Chúa, chúng tôi bây giờ mỗi một ngày nhà tôi có trường thánh kinh. Học viên của tôi đó là Trần Thủy Tiên. Mỗi một ngày chúng tôi có một tiếng, hơn tiếng đồng hồ học. Cô mang bút mang giấy ra. Đầu tiên chúng tôi chỉ tâm sự trò chuyện thôi, chia sẻ những kinh nghiệm gặp gỡ Đức Thánh Linh ra làm sao. Và sau đó được khoảng độ 2 tuần cô bảo: anh ơi, nhiều điều hay quá, em quên chưa chép lại. Và bắt đầu từ bây giờ em sẽ mang vở ra để chép. Cô mang giấy mang bút. Và tôi nói rằng: hôm nay anh sẽ giảng về bài giảng về huyết Chúa Giê-xu. Cô: ôi tiếc quá, tiếc quá, bây giờ em phải đi dạy thiếu nhi. Bạn ơi, chúng ta đang đưa vào, được Chúa dẫn vào mọi lẽ thật. Và lẽ thật khi bạn và tôi nhận biết được, nó sẽ giải phóng chúng ta. Quan trọng lắm anh chị em. Hãy lắng nghe điều này này. Nó quan trọng, cực kỳ là quan trọng. Cuối bài sẽ được nghe về cách thực hành nó như thế nào, ứng dụng huyết trên con cái chúng ta. Rồi lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mẩy, bôi lên hai cột của cửa. Đoạn trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai. Tiếp theo, Đức Giê-hô-va sẽ đi qua hành hại xứ Ai Cập. Khi thấy huyết nơi mẩy và hai cột cửa, ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt. Hãy nhắc lại cùng tôi: kẻ tiêu diệt. Có nghĩa là Chúa ngài không phải là hủy diệt, nhưng ngài quản trị những điều đang xảy ra. Kinh Thánh chép rằng Chúa Giê-xu nói: ma quỷ là tên cướp giết và hủy diệt, còn ta đến cho chiên ta được sự sống và sự sống dư dật. Một lần tôi dẫn con trai tôi đi học, Dani, trời mưa tôi cầm cái ô đi cùng với nó. Nó quay sang nó nói rằng: papa ơi, tại sao những người nào mà bỏ Chúa đấy, hoặc là những người nào không vâng lời Chúa lại bị ma quỷ tấn công thế? Nó vừa đi vừa hỏi: papa, tại sao những người nào thấy ba giảng là những người nào mà chống đối Chúa, những người nào mà bỏ Chúa, những người nào không vâng lời Chúa lại bị ma quỷ tấn công, hay là Chúa có phạt họ không? Nó hỏi như vậy. Và tôi đi thêm vài bước nữa để suy nghĩ: Chúa ơi,
trả lời con trai con tuổi còn nhỏ thế nào cho nó hiểu. Tôi nói là ok con này, tôi đang đi như vậy, bây giờ con đang khô đúng không? Nó bảo vâng. Tôi bảo bây giờ ba sẽ đứng lại, con đi đi. Nó bảo tại sao? Con cứ đi đi, ba sẽ đứng lại, con đi đi. Nó đi ra khỏi 2-3 bước, nó lại mưa chạy chụt trở lại. Tôi nói rằng con ở đấy chưa? Không phải ba đổ nước vào người con, nhưng bởi vì con đã ra khỏi cái ô mà ba đang giữ cho con, cho nên con bị ướt. Cho tới khi nào con chạy trở lại với cái ô thì con lại được khô như cũ. Đức Chúa Trời hãy lắng nghe này, bao phủ bạn và bao phủ tôi bằng một cái ô. Cái ô đó để tránh tất cả mọi tai vạ, tránh tất cả mọi thảm họa mà ở thế gian này giáng vào bạn và con bạn. Khi chúng ta ra khỏi cái ô đó, lập tức kẻ hủy diệt, kẻ tiêu diệt sẽ chụp lấy ngay. Hỡi anh chị em, hãy chui vào huyết của Chúa Giêsu trở lại. Đừng ra. Cái chỗ đó gọi là chỗ kín đáo đấy. Hãy vỗ tay cảm tạ Ngài. Hallelujah. Ngài sẽ vượt qua không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi để hành hại. Oh hallelujah. Ma quỷ tên cướp giết và hủy diệt bắt đầu từ ngày hôm nay. Hỡi những con cái Đức Chúa Trời, khi sử dụng huyết Chúa Giêsu, nó sẽ đứng ở ngoài cửa sổ để nhòm vào nhà của bạn mà không vào được. Nó sẽ nói rằng thèm nó quá, giống như con chó sói vậy, thèm lắm muốn nuốt mà không nuốt được. Nó sẽ ghé sang nhà hàng xóm, nhưng mà bạn được an toàn bởi vì bạn lấy huyết của chiên con Đức Chúa Trời bôi trên con bạn, bôi trên vợ chồng bạn, bôi trên tài sản của bạn. Bạn không còn bị ăn trộm nữa. Hallelujah. Hãy lắng nghe. Bạn nói rằng mục sư ơi, nhưng mà tôi đâu có nhìn thấy huyết đâu. Thầy cho chắc là phải giết một con gà chống thiến rồi là bôi cái huyết lên trên trán này cho nó oách, ma quỷ nhìn thế này thì nó mới sợ. Bạn ơi, ma quỷ không sợ huyết của gà chống thiến. Ma quỷ nó không sợ mấy cái đó. Huyết bôi trên mậy cửa, những người ăn thịt chiên ở bên trong nhà không nhìn thấy dấu đó. Huyết nằm ở bên ngoài, huyết không nằm ở bên trong là chiên con. Ở bên ngoài, huyết làm dấu hiệu cho ai anh chị em? Làm dấu cho ta. Đức Giê-hô-va phán rằng cái dấu đó là dấu dành cho ta. Bất cứ nhà nào có huyết của chiên con bôi ở bầu cửa thì thần chết không đụng vào nhà đó được. Bởi vậy cho nên khi bạn thức dậy buổi sáng, trong khi con bạn đang ngủ, hãy sớm bôi cho nó. Nói rằng Chúa ơi, con lấy đức tin là trùng kinh giới, nhúng vào huyết của Chúa Giê-xu, bôi trên con của con. Chúa ơi, hãy bao phủ huyết của Ngài trên Dani. Những trận đá bóng của nó trong trường, có thể sự gì xảy ra với nó, nhưng huyết của Ngài che chở nó. Hãy bôi trên Jeremy, hãy bôi trên vợ của con, hãy bôi trên tài sản của con, hãy bôi trên nhà của con. Không một tên trộm nào có thể chui được vào. Mà nếu nó có chót chui được vào rồi thì chúng bay vào không có đường ra. Vào để mà ăn năn, chứ không phải vào để vác đồ bỏ đi. Hãy bôi trên cửa hàng của nhà bạn, hãy bôi trên xe ô tô của bạn, không có một tai nạn nào xảy ra. Hãy bôi trên tâm trí của bạn, hãy bôi trên tai của bạn, hãy bôi trên miệng lưỡi của bạn. Tâm trí không nghĩ bậy bạ, tai không nghe những điều tiêu cực, miệng không nói những điều xấu xa. Trên tay của bạn, trên chân của bạn, trên lòng của bạn, hãy chung huyết của Ngài trên bạn. Amen. Bởi đức tin bạn làm như vậy, Chúa sẽ nhìn thấy cái dấu đó và ma quỷ sẽ thay đổi. Tôi nói với anh chị em biết này, trong huyết đó nó có sự sống. Trong huyết đó nó có sự sống. Người nào mà bị mất máu sẽ chết sớm, chết dần dần khi mà mất máu. Nhưng khi người ta tiếp máu vào, người đó lại sống trở lại. Mới ngày hôm qua, cả nước Pháp vui mừng nhảy múa, bởi vì các bác sĩ tại Pháp đã phát minh ra một quả tim nhân tạo. Quả tim đó phải làm mất khoảng gần 200 ngàn euro. Không cần tim thật nữa, tim nhân tạo. Nhưng cái người phát minh ra nó nói rằng đừng mừng vội, phải đợi thêm vài ba tháng nữa để nghiên cứu xem cái người mà thành công lắp tim nhân tạo đó đó có bị điên hay không. Bởi vì cấu tạo hữu cơ của quả tim mà Chúa ban cho bạn và tôi đấy hay lắm. Không có một bác học nào phát minh được. Nó biến máu đen thành máu đỏ,
nhờ oxy. Nó lấy tất cả những chất bạn ăn vào, kể cả những chất độc mà nó vào thay đổi, biến thành đường gluco và tất cả chất dinh dưỡng. Nó chuyển qua động mạch tới các tế bào trong chân tay của bạn để cho nó sống. Nó lại lấy máu đen, những chất cặn bã đó, quay trở lại tim qua tĩnh mạch, đi bằng động mạch, trở về bằng tĩnh mạch, mang trở lại tim qua bài tiết hô hấp và thải ra bên ngoài. Trong huyết có sự sống, huyết mang tới sự sống. Thành ra nếu con của bạn bị dị tật, nếu con của bạn bị bệnh tật, hoặc là bác sĩ nói vô phương cứu chữa, bạn ơi, trong huyết của Chúa có quyền năng, trong huyết của Chúa có quyền năng, hãy cầu nguyện cho con của mình. Huyết luôn ở trên nó, huyết luôn luôn ở trên nó, và huyết máu của Giêsu mang tới cho nó những điều phi thường. Amen anh chị em. Anh chị có nhớ Nick không? Không chân không tay, nhưng cảm ơn Chúa ông ta vẫn còn tim. Không chân không tay, nhưng cảm ơn Chúa ông ta vẫn còn đau, để mà nhận thức được có một đấng yêu thương ông. Ở trong trường người ta chê bai Nick giống như một tên quái thai vậy. Đã nhiều lần Nick muốn tự tử, nhưng nhờ bố mẹ là người tin Chúa, hầu việc Ngài, nói rằng con ơi, Đức Chúa Trời ban phát cho con những điều tuyệt vời lắm. Con không chân không tay, thế giới của con có người hai chân hai tay không thể thâm nhập được. Bởi vậy cho nên Chúa có chương trình dành cho những kẻ dị tật không chân không tay. Hãy vui mừng với những gì con đang có. Bắt đầu niềm vui từ Đức Thánh Linh tới với Nick. Nick vui vẻ và bắt đầu Chúa gieo trong lòng của Nick niềm hy vọng. Bạn ơi, bạn có thất bại ở lĩnh vực nào, đừng có buồn. Bạn nói rằng ôi mục sư ơi, lại trượt lái xe rồi. Bạn ơi, xin mời bước vào câu lạc bộ cùng với tôi của những người trượt bằng lái xe. Có gì đâu mà buồn. Có một người gọi điện thoại cho tôi nói rằng mục sư ơi, con gọi điện thoại cho mục sư mà có chuyện gì, con lại trượt lái rồi. Tôi bảo thì có gì đâu. Tôi bảo tại sao là không có gì. Tôi nói rằng con ạ, có những người họ lấy bằng lái xe rất là dễ, nhưng ở lĩnh vực khác trong cuộc sống của họ lại cực kỳ yếu. Còn con, cái lĩnh vực yếu của họ lại con lại cực kỳ mạnh. Con ơi, người ta đánh giá con người không phải bởi sự thành công, người ta đánh giá con người bởi cái giá mà con người đó đã trả cho cái thành công đó. Có những người có tài năng về ngoại ngữ, học 2 tiếng là nói được thành thạo, học 2 tuần nó nói được thành thạo, hoặc 2 tháng là một ngoại ngữ mới toanh, nói thành thạo. Còn có người chây trượt cả chục năm rồi mà vẫn chỉ nói được đằng cờ. Đừng nhìn vào tôi nhé, đừng cười tôi nhé. Hãy đợi đấy sẽ có một ngày. Hãy đợi đấy sẽ có một ngày. Và tôi nói rằng anh ngoài từ x liên quy đích ra với đằng cờ và nai, chả thấy nói được thêm câu nào nữa. Đại biểu quốc hội CDU gặp tôi nói, Trần, 6 tháng trước chúng ta thách đấu với nhau mà đến bây giờ vẫn chưa nói được tiếng Đức à? Tôi bảo ơi, thông cảm, tôi kém ở lĩnh vực này. Bạn ơi, tôi nhắc lại này, giá trị của một con người không đo bằng thành công của con người đó, nhưng mà đo bằng cái giá mà người đó đã phải trả cho thành công. Thành ra khi bạn thất bại một lần, thất bại 2 lần, thất bại 3 lần mà bạn vẫn thành công sau này, bạn ơi, bao nhiêu thất bại đó, Chúa đã cho bạn một tính cách mà người thành công bởi tài năng, năng khiếu không có được. Đó là bền bỉ, kiên trì, không đầu hàng. Mọi người hiểu không? Bởi vậy cho nên, luôn luôn có những điều tuyệt vời trong mọi hoàn cảnh xảy ra để chúng ta có thể giơ cao tay của mình nói rằng cảm ơn Ngài vì mọi sự. Amen. Hallelujah. Chúng ta cùng nhau quay trở lại câu chuyện về huyết Chúa Giêsu. Gióp đoạn 1 câu 4 câu 5. Sách Gióp đoạn 1 câu 4 câu 5. Ông Gióp là một người rất là kính sợ, yêu mến Đức Chúa Trời và rất là giàu có. Trong khi thánh chép rằng Gióp là người kính sợ Đức Chúa Trời và lại rất giàu có. Đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa ghét kẻ giàu. Amen. Không phải kẻ giàu là xuống địa ngục đâu. Cũng không phải là cứ nghèo để được lên thiên đàng đâu. Chúa không ghét kẻ giàu, Ngài cũng không ghét kẻ nghèo. Ngài yêu kẻ giàu và cũng yêu cả kẻ nghèo. Ông Gióp là một người giàu có, kính sợ Đức Chúa Trời. Ông có 7 con trai, 3 con gái.
Và câu chuyện kể lại rằng thường các con trai của ông hay có những bữa tiệc, chắc là có nhóm tế bào đấy, hàng tuần có nhóm tế bào, và mỗi lần nhóm tế bào như vậy đó, lại ăn uống. Các con trai người hay dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người. Dự tiệc không phải là xấu. Hỡi con cái Chúa tại Berlin, tôi kêu gọi kỳ Giáng sinh này, kỳ Tết này, hãy có những bữa ăn chung với nhau. Bữa ăn chung rất là tuyệt vời. Nếu ở đó không rượu chè chửi bới nói xấu nhau, mà thông công trò chuyện nói về ơn phúc của Chúa, sự ăn đó thật là thánh thiện. Amen. Các con trai người hay dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người. Sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. Tiếp theo, xảy khi các ngày yến tiệc xong rồi, gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thánh sạch. Thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số nó. Hãy nhắc lại cùng tôi, của lễ thiêu. Của lễ thiêu là của lễ gì? Của lễ thiêu, sách xuất Ai Cập ký Lê Vi ký nói rằng của lễ thiêu là chuộc tội. Bắt một con chiên, giống như lễ vượt qua đó, không tỉ vít, giết nó, lấy huyết trải trên bàn thờ và kêu cầu sự tha thứ trên tội đó. Ông bố thấy con mình ăn uống với nhau, ông đứng ngoài, chắc là cụ này cũng thuộc diện già, lẩm cẩm như chùa Lão Vượng vậy, chống gậy nhìn vào qua cửa sổ, ông không dám vào, bởi vì ông ấy có cái triết lý rằng là cứ chỗ nào vui vẻ là không thánh sạch, cứ chỗ nào cứ buồn buồn mà mặt trông từ bi đó thì mới là người yêu mến Chúa. Ở bên Nga người ta đến dự buổi Giáng sinh, buổi truyền giảng phục sinh, cái anh đang chở một người thân hữu tới, dự xong trên đường về trở về nhà, cái anh bạn nói rằng này mày tao nói mày một lời khuyên nhá, để cho người ta tin Chúa nhiều nhá, có một giải pháp sắp tới sẽ tin Chúa nhiều hơn là mười mấy người này. Mỗi một lần mà đông người tới như vậy đó, mày nói với hội thánh bàn bạc mời cái ông nào mà mặt nó từ bi chút. Còn cái ông vừa rồi giảng ấy thấy mafia quá, bởi vì cái mặt mafia đó khó người ta tin Chúa lắm. Chúng ta có nhiều những quan niệm mà ngày xưa trong đầu chúng ta rồi. Thật ra ông Gióp này thấy các con mình ăn uống như vậy, ông ấy bắt các con dậy sớm, tắm rửa thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ theo tùy theo số chúng nó. Vì Gióp nói rằng dễ thường các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng, Gióp hằng làm như vậy. Hãy nhắc lại cùng tôi từ Gióp hằng làm như vậy. Gióp hằng làm như vậy có nghĩa là thường xuyên ông ta thành một cái việc làm quan trọng không thiếu được là lấy con chiên cắt tiết và lấy huyết đó để chuộc tội. Ông làm mỗi một ngày, ông làm mỗi một kỳ, ông thường làm như vậy. Ông hiểu được huyết quan trọng như thế nào, ông hiểu được huyết quan trọng như thế nào. Câu kinh thánh tiếp theo phía dưới, Satan là kẻ thù của những người yêu mến Chúa. Nó mới xuất hiện trước mặt Đức Chúa Trời và nói rằng, Chúa ơi, thấy có thằng Gióp ở dưới kia. Chúa hỏi, thế Gióp ra làm sao? Người có thấy rằng Gióp là người kính sợ ta không? Yêu mến ta không? Satan nói rằng, Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào bênh vực bốn phía người. Hãy nhắc lại cùng tôi, hàng rào bênh vực. Chúa há chẳng dựng hàng rào bênh vực ở bốn phía người phải, nhà người phải, và mọi vật thuộc về người sao? Điều thứ hai, Chúa đã ban phước cho công việc của tay người. Điều thứ ba, làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Đây là một lời khẳng định của kẻ kiện cáo. Satan là tên kiện cáo, nó phải công nhận rằng Gióp được Đức Chúa Trời làm cho ba điều quan trọng. Một, dựng hàng rào bốn phía, hay gọi là tám phương bốn hướng bao bọc xung quanh nhà của Gióp, trên Gióp, trên các con của Gióp và tài sản. Điều thứ hai, Chúa ban phước cho công việc tay của Gióp làm. Anh chị em biết thế nào là công việc tay không? Cuốc ruộng cũng được phước. Người ta phải cuốc 20 lần, Gióp chỉ cuốc một ngạt là xong. Xung quanh bán hàng ế ẩm, Gióp phẩy tay một cái là người ta vào vác từ tung hàng đi. Mà không hiểu hàng của Gióp bán đó, người ta cũng được phước nữa cơ, vì hàng đó được tay của Gióp sờ vào, và tay Gióp sờ vào thì nó được phước. Cho nên người ta cảm nhận rằng hàng bên hàng xóm rẻ,
Tôi đã lấy về rồi mà cứ nằm mà ế như thế thì 3 tháng chưa bán được. Mà cái hàng này đặt hàng mà cứ mang về là bán hết, cứ mang về là bán hết. Họ quyết định rằng thà lãi ít nhưng thường xuyên hơn là đợi mãi không thấy lãi nhiều. Họ quyết định thôi chuyển sang lấy hàng của Job. Mọi người hiểu không? Và khi người ta thấy hàng của Job bán hàng rất là chạy, các chủ hàng đứng xếp hàng đợi Job ký hợp đồng. Job ơi Job, cửa hàng này hơi bị hẹp đấy, phải mở rộng cửa hàng nữa ra đi. Bởi vì cứ tay Job sờ vào là được phước. Và cuối cùng công việc mở rộng hơn. Job quyết định rằng bây giờ mình cứ sờ như vậy, mình cứ đứng bán hàng này mệt quá, thế ra mình phải lập một đội ngũ làm việc thuê cho mình. Mình chỉ là quản lý các giám đốc thôi. Còn việc của mình là cứ tháng là mình đi các cửa hàng sờ, cứ sờ hàng, việc tôi là sờ hàng, còn việc của anh là bán hàng, vì tôi sờ tới đâu ở đó được phước. Chúa đã ban phước cho công việc tay người. Bạn ơi, chúng ta giàu lên không phải bởi cần cù đâu. Chúng ta giàu lên cũng chả phải là bởi mưu lược và khôn ngoan trong đầu chúng ta đâu. Bạn khôn có kẻ khác khôn hơn. Bạn khôn làm ra tiền có kẻ khác khôn hơn cướp tiền của bạn được. Thành ra tôi chưa thấy một người nào ở bên Nga cho tới bên này vỗ ngực nói rằng tôi giữ được tiền. Mạng họ không giữ nổi, làm sao tiền giữ nổi. Có những người tôi nhìn thấy trong đó có cả tôi nữa vỗ ngực nói rằng tôi làm ra tiền, làm tiền dễ lắm. Nhưng mà chưa có bao giờ dám nói là giữ được tiền. Mafia đuổi cho chạy tóe khói đó. Như chúng tôi bây giờ là chạy tóe khói đó. Bạn ơi, chỉ có Chúa mới là đấng đặt hàng rào xung quanh chúng ta được mà thôi. Amen. Điều thứ hai, Ngài ban phước cho công việc tay người. Và điều thứ ba, làm cho của cải của người nhiều lên. Bởi vậy cho nên, nếu bạn hôm nay không có trong buổi nhóm ngày hôm nay, bạn xem lại băng đĩa, tôi muốn nói với bạn, tôi muốn nói với bạn rằng huyết của Chúa Giêsu đủ để bao phủ gia đình, tài sản của bạn. Huyết Chúa Giêsu có thể ban phước cho bạn, có thể làm cho của cải của bạn thêm nhiều hơn. Hãy hiểu được về huyết Chúa Giêsu và sử dụng. Hãy vỗ tay cảm tạ Ngài. Alleluia. Job đã hiểu được về huyết của Ngài. Job đã hiểu được về huyết của chiên con. Bởi vì cho nên ông thường làm điều đó. Ông thường giết chiên và lấy huyết đó bôi trên bầu cửa nhà của mình, bôi trên các con của mình. Hãy hỡi anh chị em, hãy ứng dụng nó cho bản thân chúng ta. Amen. Bài giảng ngày hôm nay của tôi muốn nói về huyết Chúa Giêsu. Huyết của Ngài đã đổ ra trên thập tự giá, bị đóng vào tay, bị đóng vào chân. Đầu của Ngài chảy máu gai. Sẽ có một ngày tôi chia sẻ với anh chị em 7 lần huyết của Chúa đổ ra trên thập tự giá như thế nào. 7 lần đó là con số trọn vẹn để chuộc chúng ta, để rửa sạch chúng ta. Huyết đó đã bao phủ, che chở, ban phước và làm chúng ta được giàu có bởi huyết của Ngài. Amen. Mời anh chị em đứng dậy nào. Mời ban tôn vinh lên phía trên này. Ô hallelujah. Hãy cầu nguyện đi anh chị em, hãy cầu nguyện. Cảm tạ Chúa vì huyết của Ngài. Ma quỷ sợ hãi về chúng ta sử dụng huyết. Chúng ta chiến thắng ma quỷ nhờ huyết của chiên con và lời làm chứng. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Cảm ơn Chúa vì chính Ngài là của lễ thiêu. Chính Ngài đã xuống trần gian làm của tế lễ cho chúng con. Nào anh chị em hãy đến với Chúa cầu nguyện nào. Hallelujah. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Hãy nhớ lại huyết của Chúa đổ. Và ngay cả những người xem băng đĩa, hãy nhớ lại huyết của Chúa Giêsu đổ cho bạn. Và lời cầu nguyện của tôi cũng dành cho bạn nữa. Chỉ đơn giản, hãy ứng dụng huyết đó cho bản thân của mình. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Huyết của Giêsu tha thứ tội cho chúng con. Lời Chúa nói rằng, hễ ai xưng tội của mình ra, thì Ngài là thành tín công bình tha mọi tội cho chúng ta và làm sạch chúng ta khỏi mọi điều nhơ bẩn. Hãy xưng tội của mình, hãy trở lại cái ô để cho nước mưa không vào bạn nữa. Khi bạn xưng tội là lập tức huyết Chúa Giêsu là sợi dây kéo bạn trở lại cái ô bảo vệ của Ngài. Và huyết đó là cái dấu cho Ngài, để Ngài sẽ không cho phép kẻ hủy diệt vào nhà của bạn, vào cuộc đời của bạn để hành hại nữa. Nó không thể hủy diệt con của bạn. Khi bạn ứng dụng huyết nhiều lần trên con của mình thường xuyên, bạn sẽ nhìn thấy tâm trí của con của mình càng ngày càng được thay đổi. Thân thể con của bạn càng ngày càng được khỏe mạnh. Nó sẽ làm những việc trước đây nó không làm được. Nó sẽ trở thành những con người được Chúa sử dụng lớn trong tương lai.
Chứ con cảm ơn Chúa vì huyết của Ngài. Cảm ơn Chúa vì huyết của Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.